Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi chương trình thứ 7 của Trung tâm Truyền giáo Việt Nam thực hiện tại vùng Bắc Virginia. Giai-ru là một người lãnh đạo trong nhà hội. Nhà hội là một trung tâm sinh hoạt của cộng đồng Capernaum. Vị trí của ông là một vị trí được nhiều người trong cộng đồng tôn trọng. Ông có trách nhiệm tổ chức và điều hành nhà hội. Ông là một lãnh đạo về hành chánh. Ông được xem như là một quận trưởng của quận Capernaum. Giai-ru có một cô con gái yêu, và cô gái này đau và sắp chết. Nếu quý vị có con
và con đau nặng, quý vị chắc hiểu được tình cảnh của người cha dai ru. Cô gái đó theo dõi cha mình và nó thấy cha mình có hai hành động. Hành động thứ nhất, cô gái thấy cha mình không xấu hổ, gieo mình dưới chân thanh niên Giê-xu. Cô gái thấy cha mình gieo mình dưới chân của một thanh niên con ông thợ mộc. Cha cô từ bỏ danh dự, lòng tự trọng đến gặp một lãnh tụ của một tôn giáo khác cũng là một điều lạ, mà còn quỳ dưới chân người này nữa. Nó nhận ra người cha sẽ làm tất cả mọi thứ miễn là cứu được con mình. Hãy để ý, ông Gia-ru đến gặp Chúa Giê-xu giữa ban ngày, chứ không lén lút đợi đêm đến như Nicodem. Ở đó đang có sự hiện diện của đám đông. Hành động thứ hai, cô gái thấy cha mình mời Chúa về nhà. Ông là lãnh đạo Do Thái giáo tại quận này, ông là lãnh tụ cộng đồng, nhưng vì muốn cứu con mình, ông Gia-ru không ngại ngùng, không cảm thấy xấu hổ khi mời Chúa về nhà. Con gái nhỏ tôi gần chết, xin Chúa đến đặt tay trên nó, đặng nó lành mạnh và sống. Ông này xin Chúa đến nhà mình. Quý vị có nghĩ ra tại sao điều này rất quan trọng không? Quý vị còn nhớ lễ vượt qua đầu tiên? Đức Chúa Trời sẽ mang tai họa cuối cùng cho Ê-díp-tô. Các thiên sứ sẽ đến và giết những đứa con trai đầu lòng của dân Ê-díp-tô, kể cả con của vua xứ này. Chỉ nơi nào mà trước cửa có bôi máu của con chiên thì thiên sứ sẽ đi qua và con cái trong nhà đó sẽ được an lành. Hỡi những người cha, ma quỷ Satan vào nhà chúng ta qua Internet, phim ảnh, games, điện thoại. Nó khuyến khích con cái nổi loạn chống đối cha mẹ. Quý vị phải tỉnh thức, tỉnh táo, hãy đề phòng, hãy chiến đấu, chớ ngồi yên để con cái mình bị nó lôi đi ra ngoài khỏi mái ấm gia đình. Thưa quý ông, các ông phải nhớ thật kỹ, nếu quý ông thất bại trong việc mang Chúa vào nhà để Ngài cư ngụ cùng với gia đình của quý vị, thì quý vị đã không chu toàn trách nhiệm thật vô cùng lớn lao và quan trọng nhất của một người cha. Quý vị không bảo vệ sự an toàn, hạnh phúc và phước hạnh cho gia đình của mình. Ngày nào lòng con biết ơn cha là hạnh phúc con dân cha mẹ. Ngày nào lòng con biết ơn mẹ toại lòng song thân. Rồi ngày nào con nhớ ơn cha, nguyện nhờ Chúa noi gương cha hiền. Rồi ngày sống nên người nhờ cây Chúa bôn ba trong đời, nhờ từng lời cha khắc trong hồn nguyện thờ ngài. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm hay khi trỗi dậy. Phục truyền Luật Lệ Ký đoạn 6 câu 5 câu 7. Kính thưa quý vị, ngay giờ này, xin quý vị hãy mở lòng mình để tiếp nhận ơn cứu rỗi từ Đấng Christ. Như lời Chúa đã nói, vì ai xin sẽ được, ai tìm sẽ gặp, ai gõ thì cửa sẽ mở. Xin quý vị nào muốn đón nhận Chúa vào đời sống mình, hoặc có thắc mắc về niềm tin và cuộc sống, xin liên lạc với chúng tôi qua hộp thư Hỏi Đáp Niềm Tin, avong@gmail.com. Không ai biết trước ngày mai sẽ ra sao. Kính chúc quý vị có một quyết định sáng suốt, đầy ơn phước ngay từ hôm nay. Vì thời gian phát hình của chúng tôi có giới hạn, nên xin tạm chấm dứt tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Kính chúc quý vị và gia đình một tuần lễ an khang thịnh vượng, trong vòng tay thương yêu của Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, VTV sáng nay đến đây là chấm dứt. Bích Phượng kính mời quý vị đón xem VTV Chủ nhật ngày 25 tháng 7 2021 vào lúc 11 giờ sáng giờ Hoa Thịnh Đốn. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến cho VTV, xin email về vtvnews@gmail.com. Bích Phượng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Kính chúc quý vị một cuối tuần bình an và hạnh phúc bên người thân và gia đình.